Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Máy tính Tiếng Anh Channel, nơi chia sẻ những thủ thuật máy tính từ cơ bản đến nâng cao. Và hôm nay thì Máy tính Tiếng Anh sẽ hướng dẫn các bạn bật chế độ Voice Chat Game Refine trên trình để lập Tencent Gaming Buddy. Nghĩa là các bạn có thể bật mic để chúng ta có thể nói chuyện với đồng đội khi chúng ta chơi game Refine trên trình để lập Tencent Gaming Buddy. Đầu tiên chúng ta sẽ bật trình để lập Tencent Gaming Buddy. Các bạn truy cập vào menu trò chơi của tôi. Ở đây mình đã cài hai game, đấy là PUBG Mobile và Free Fire. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bật mic của game Free Fire trên trình để lập Tencent Gaming Buddy. Nên mình sẽ kích vào nút play của game Free Fire trên trình để lập Tencent Gaming Buddy. Nếu bạn vẫn chưa biết cách tải game Free Fire trên trình để lập Tencent Gaming Buddy, các bạn hãy xem ngay clip đề xuất ngay sau đây về cách tải game Free Fire trên trình để lập Tencent Gaming Buddy. Hoặc link về cách tải game Free Fire trên trình để lập Tencent Gaming Buddy thì mình sẽ đặt ở phần mô tả của video này. Ok, và game Free Fire đã lót thành công trên trình lập Tencent Gaming Buddy. Để bật được chế độ voice chat của game Free Fire trên trình lập Tencent Gaming Buddy, các bạn kiểm tra cho mình một số yếu tố sau. Đầu tiên các bạn kích chuột phải vào biểu tượng sao ở góc phải phía dưới màn hình. Tiếp theo các bạn chọn phần sao. Ở đây các bạn quan tâm đến tab Recording. Ở đây là các bạn sẽ chọn Mic, tức là thiết bị ghi âm thanh của bạn. Nếu các bạn ghi âm ở phần nào thì các bạn sẽ tích chọn phần đấy và chọn vào Set Default. Ở đây cho mình dùng headphone nên mình sẽ chọn vào một Mic In Advanced Panel và mình đã Set Default. Một Playback thì các bạn, nếu các bạn muốn xuất âm thanh ra phần loa ngoài thì bạn sẽ tích vào đây và chọn Set Default, thì cái nút xanh này sẽ hiện ở đây. Ở đây mình muốn là hiện ở xuất âm thanh ra phần headphone nên mình sẽ chọn vào headphone và chọn Set Default. Tiếp theo các bạn nhấn vào OK. Phần tiếp theo các bạn sẽ kiểm tra là các bạn cũng kích vào biểu tượng sao ở góc phải phía dưới màn hình. Các bạn chọn vào phần Open Sound Setting. Tại phần Sound Setting thì các bạn kéo xuống phần dưới cùng. Ở phần Other Sound Option, các bạn chọn vào phần Up Volume and Device Efficiency. Ở đây các bạn chú ý cho mình vào phần giả lập Tencent Gaming Buddy. Các bạn để chế độ 100. Phần Output các bạn chọn là Headphone. Phần Input các bạn chọn cái mic ở phần headphone. OK, sau đây các bạn tắt. Tiếp theo chúng ta sẽ thiết lập phần setting sound ở trên trình lập Tencent Gaming Buddy bằng cách chúng ta sẽ vào menu. Menu là dấu ba gạch ở góc phải của trên màn hình. Tiếp theo các bạn chọn vào phần cài đặt. Ở phần trung tâm cài đặt thì các bạn chọn vào mục Engine. Mục Engine thì các bạn nhớ thiết lập cho mình các tùy chọn sau. Phần hiển thị các bạn chọn Open DL. Bạn tích chọn vào các chế độ sau để chúng ta có thể chơi chế độ mượt mà hơn. Ở phần thiết bị phát, tức là thiết bị phát ra âm thanh, thì các bạn chọn phần Headphone. Ở đây mình đang sử dụng phần Headphone nên mình chọn là Headphone. Ở phần thiết bị ghi âm thì các bạn chọn vào phần mic để ghi âm. Ở đây mình sẽ chọn là Mic In Front Panel. Sau đó các bạn chọn lưu để hoàn thành thiết lập. Sau khi nhấn OK thì các bạn sẽ phải khởi động lại trình giả lập Tencent Gaming Buddy. Ở đây mình sẽ thoát game. Bạn tắt trình giả lập đi. Và
chúng ta sẽ khởi động lại từ lập tension gaming map đi. Ok, chúng ta sẽ chọn vào phần trò chơi của tôi. Start game free file trên từ lập tension gaming map đi. Ok, đây ở đây chúng ta sẽ nhấn vào F11 hoặc kích vào nút toàn màn hình để chúng ta sẽ chơi game Free Fire toàn màn hình trên tình là Tencent Gaming PUBG. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào nút chơi. Ok, giao diện của game Free Fire trên hình lập Tencent Gaming PUBG đã hiện ra. Ở đây chúng ta cần thiết lập một số cài đặt phần sau của game Free Fire. Chúng ta sẽ kích vào hình bánh xe phần cài đặt của game Free Fire. Sau đó chọn sang tab âm thanh. Ở phần âm thanh thì các bạn đảm bảo cho mình phần hiệu ứng âm thanh. Các bạn chọn 100%. Phần mic các bạn cũng chọn là 100. Sau đấy. Tiếp theo để mở mic ở chế độ đua hoặc chế độ squad thì chúng ta sẽ đổi chuyển sang chế độ đua. Ok, phần mic và phần loa đã hiện lên. Ở đây phần đua mình sẽ kích chọn vào phần mic ở đây. Ở đây nút mic đang bị tắt, nghĩa là âm thanh chúng ta sẽ không thể ghi được vào trò chơi và các bạn không thể trò chuyện với bạn bè khi các bạn chơi game Free Fire trên trình để lập Tencent Gaming PUBG. Nên chúng ta sẽ kích vào đây để chúng ta sẽ mở. Nếu các bạn muốn tắt cả âm thanh và cả loa thì các bạn tích vào đây. Mình sẽ mở cả hai cái phần này. Tương tự ở chế độ quát cũng thế. Ok, các bạn phải đảm bảo cho mình phần mic và phần loa đã được bật. Và từ bây giờ thì các bạn có thể chơi chế độ đua hoặc chế độ quát. Các bạn có thể trò chuyện với bạn bè trong game Free Fire trên từ nhật lập Tencent Gaming PUBG. Ok, và như vậy là My Titan Channel đã hướng dẫn các bạn cách bật mic và loa chế độ voice chat của game Free Fire trên trình lập Tencent Gaming PUBG thành công. Và từ bây giờ thì các bạn có thể chơi game Free Fire trên trình lập Tencent Gaming PUBG và có thể trò chuyện với bạn bè và đồng đội khi đấu. Chúc các bạn thành công. Và nếu có bất kỳ những thắc mắc nào, hãy comment ngay dưới video này, mình sẽ hỗ trợ các bạn ngay khi có thể. Và đừng quên đăng ký kênh Máy tính Titan Channel để đón xem những video hay nhất về thủ thuật máy tính từ cơ bản đến nâng cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.